Rồi, Tiêu xin gửi lời chào thân ái đến các bạn người cá chuẩn bị trở thành người cá quốc tế được cấp bằng Level 1 được thế giới công nhận. Hôm nay là tuần 18, 6 em hiện diện ở nơi đây sẽ trở thành người cá quốc tế nha. Thì bây giờ, rồi em ngồi thiền luôn hả em? Em đi ngồi thiền mà. Ồ, cũng được. Thôi cứ ngồi xếp bằng hay ngồi thiền gì cũng được. Là bây giờ anh xin trân trọng thông báo cho các em biết, chiều nay chúng ta sẽ đến khách sạn Red Hotel đúng không Red. Bạn Kevin? Không phải Red là cái gì? Red mà. Red là màu đỏ. Đâu ra? Red. Chữ cuối là chữ S chứ đâu phải là chữ Red. Đi đâu. Đúng rồi đó. Sáu em ở đây có bạn Kevin là bạn người cá đặc biệt, chưa được training nhiều về cái kỹ năng bơi ba môn thi để cấp bằng người cá. Rồi bây giờ anh cần một bạn đại diện lên đứng tập lại cái bài khởi động cho các bạn người cá cùng xem và bạn Kevin coi mà học hỏi để chiều nay em thi luôn nha. Ok, bây giờ em nào Xuân Phong lên khởi động cái bài thứ nhất. Luna. Luna lớp đầu tiên. Là cuối cùng, Luna là cuối cùng. Lớp The Tree được không? Ê, chứ là... Được. Hay Nori? À. Hay Mimi lên? Ê, em biết tôi làm con cô không biết ồn. Thôi bạn tay đi. Ờ rồi, rồi Nori Xuân Phong. Rồi các bạn ngồi coi Nori tại chỗ luôn đi Nori. Anh đổ lưỡi cho bạn quay lại đi. Ủa là... Rồi, bắt đầu. Nâng tay lên trên cao. Hả miệng ra hít hơi vào. Gập gối lại. Rồi nâng mông lên. Duỗi thẳng người lên, đứng thẳng lên, thở ra bằng mũi ha. Không không, đang giờ họp không có ăn bánh, để bánh ra bên ngoài đi mấy em. Ăn bánh. Ừ. Học viên anh lấy anh ăn luôn. Rồi. Còn em cũng có nhiệm vụ bữa nay em phải coi cái bố trí để quay phim cái góc máy bay nó bay quay cho nó đẹp nha. Lại đi Tây ơi. Rồi. Nâng tay lên, hạ miệng ra hít hơi vào. Gập gối lại. Gập gối lại. Rồi nâng eo lên, duỗi thẳng người lên, thở ra bằng mũi nha. Bạn Kevin coi nhớ không? Hiểu không? Rồi bạn Mina, em được không Mina? Được mà, Mina giỏi mà. Rồi Mina làm đi, tới phiên Mina làm. Tập trước đi mấy em, để chiều nay là mình bắt đầu thi rồi. Rồi nâng tay lên, giơ tay lên cao, duỗi thẳng người ra. Rồi hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi gập gối lại. Rồi nâng eo lên. Duỗi thẳng người lên. Thở nhẹ ra bằng mũi ha. Ok, Kevin nhớ không? Thôi được rồi, các em cùng ngồi xuống đi. Rồi bây giờ bạn Luna, em nhớ bài tập khởi động thứ hai thế nào không? Chống. Ừ, giống như cái bài hồi sáng mà mấy em thi vận động trên biển á. Nếu mà các em mà chống tay tốt quá, đúng rồi, chống tay rồi trường người lên đó, tốt là mấy em sẽ bơi trong nước nhanh, hiểu không? Ủa, thì sao? Bạn Kevin chắc coi cái clip Tiêu hướng dẫn khởi động em thuộc bài đó luôn rồi đúng không? Đúng rồi. Nên cho qua cái bài đó. Vô cái phần quan trọng tiếp theo á là khởi động mà hít hơi vào bằng miệng rồi lắc đuôi tạo ra hai lốc xoáy á, em thuộc không? Cái này biết cách không? Tiêu đây. Cái gì mà em... là không dùng chân này. Tiêu đây nghĩ là hai lốc xoáy chứ gì? Đúng rồi, không có gồng chân nha. Thả lỏng cổ chân à, nâng chân lên, hít hơi vô bằng miệng, hạ chân xuống, thở đúng ra bằng mũi. Lắc đùi bằng cái cổ chân hay là bị chuột rút. Đúng rồi. Đúng rồi, gồng cổ chân là sẽ bị chuột rút ngón chân. Thì bây giờ mấy em đều đã hiểu cách bơi hết rồi. À, đặc biệt ở trong đây có bạn Nori nè. Là bơi nó vẫn chưa tốt lắm, với bạn Mina thì cái tay Mina nhớ sửa kỹ thuật tay lại giúp Tion sao? Nâng tay lên sao? Nâng tay lên. Rồi bạn Luna làm tốt nè. Quay lại coi bạn Luna nè. Nâng tay lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Đó. Kéo tay qua rồi đưa tay về trước ngực, duỗi thẳng. Rồi đó em quen rồi. Đâu rồi, ai làm mẫu cho tôi xem coi. Cái kéo tay cho đúng chưa? Cho em. Nori Xuân Phong hả? Rồi bắt đầu Nori. Nâng tay lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi bắt đầu nâng tay lên rồi đúng không? Kéo tay qua. Tay duỗi thẳng á. Rồi Nori làm mẫu nha. Nori trước đi. Hả miệng ra hít hơi vào đi Nori. Hả miệng ra hít hơi vào. Rồi úp mặt xuống.
Cái gì vậy ta? Cái gì vậy đó? Thôi Luna làm mẫu cho bạn xem. Nâng. Đó. Rồi kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Khi mà kéo tay qua là miệng em hả ra, hít hơi vào. Đúng rồi, Mimi làm đúng nè. Đúng rồi đó. Kéo tay là đưa tay về trước ngực, xoay một vòng đưa về trước ngực. Đó, úp mặt xuống lại. Rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Xong rồi kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi úp mặt xuống. Đúng rồi. Chừng nào chừng nào nghỉ cục hợp. Rồi bây giờ Mimi lên đây ngồi quay mặt lại làm cho mấy bạn coi đi, em làm tốt nhất á. Hồi mình sẽ bơi cái tay đúng như vậy á, hiểu chưa? Nè, Mimi làm rất tốt nè. Rồi mấy bạn ngồi dưới làm theo Mimi đi. Hít hơi vô bằng miệng cái đã. Rồi úp mặt xuống, nâng tay lên. Rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Khi kéo tay là mắt em nhìn theo chiều của cánh tay của em, hiểu không? Nhớ không mấy em? Cái tay mình bung ra là cái miệng mình hả ra, hít hơi vào, ngẩng mặt lên ha. Anh Tiêu ơi, anh nghĩ cục hợp này anh Tiêu ơi, em hiểu lúc cái. Rồi sao chứ? Mấy bạn mà bỏ giữa chừng mấy cục hợp này á, sẽ không có bơi kỹ thuật đúng cách. Và mấy bạn này sẽ không có được lên level 2. Nên cái bạn Nori á, thời gian lên level 2 của bạn ấy rất là lâu. Còn mấy em mà coi tập cho đúng thì anh có thể cho mấy em lên level 2, hiểu không? Bạn Mimi, anh khen bạn Mimi nha. Mimi làm tốt lắm, rồi quay về chỗ ngồi đi. Nãy giờ em bỏ đi chơi phải không Thầy? Chết em rồi. Rồi, kỹ thuật bơi tay người cá đó là thứ nhất. Còn thứ hai là kỹ thuật vuốt nước. Em nào nhớ? Cái vuốt nước đó là nổi người nổi trên mặt nước. Rồi đúng rồi, Luna làm đúng lắm. Bây giờ Luna làm lại các bạn xem nha. Vuốt nước nè, kéo tay qua nè. Là hả cũng kéo tay qua nè, làm chậm thôi. Kéo qua, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi ngậm miệng lại, vuốt qua lại. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Xong rồi kéo tay qua, hả miệng ra, hít hơi vào. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, hả miệng ra, hít hơi vào. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua. Đó, cái đó là vuốt nước nổi người trên mặt nước khi em bị mệt, hiểu không? Em có thể thở ra khi ngẩng mặt trên mặt nước hoặc là thở ra bằng mũi dưới nước, nhớ chưa? Tập trung nha, tay nha. Em làm sai là anh không có thể giúp em lên level 2 của người cá quốc tế được đâu á, khó lắm á. Rồi, bây giờ anh sẽ kiểm tra lại mấy em làm đều với nhau một lần cho anh coi nha. Kỹ thuật vuốt nước, thả lỏng nổi người. Rồi, quay xuống coi bạn Luna kìa. Bạn nào chưa biết thì tập trung bạn Luna. Anh thấy bạn Luna làm tốt nhất. Là 1, 2, 3, kéo tay qua, hả miệng ra, hít hơi vào, uống nước. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Mấy ngón tay của bạn Mimi là sai rồi, khép sát ngón tay lại. Vuốt nước qua lại. Không có xoay cánh tay. Dùng từ cái phần cù chỏ tới bàn tay thôi. Cổ tay là phải giữ thẳng. Đó, bạn Luna làm tốt. Bài này có thể kết hợp em ngồi trên bờ em tập như vậy cũng có thể giúp em nở rộng thể tích phổi. Trời. Ai đó, ai làm phiền đó? Nori. Người cá Nori quá quậy. Cho người cá Nori vô, lần này em quậy nữa là anh sẽ không cho em thi lấy bằng level 1 luôn nha Nori. Đừng có khóa cửa lại nha. Rồi, tập trung chuyên môn đi mấy em. Quay lại vấn đề chính nè. Em mệt thì em dừng lại mà em không lắc đuôi. Em vuốt nước như vậy để em thở khi em nằm yên trên mặt nước nha. Em chỉ cần nhớ hít hơi vô nhiều là người em sẽ tự động kết hợp với cái đuôi đó, nó sẽ nâng người em lên nổi trên mặt nước. Nên bình tĩnh, đừng có sợ nha khi mà mệt. Nhớ cho Kevin. Rồi, hiểu rõ rồi đúng không? Khi mà bơi, bởi vì bữa nay mấy em sẽ bơi 200m. Cái kỹ thuật như vậy, bơi 200m trong cái phần thi sự kiện. Kỹ thuật vuốt nước, nghỉ mệt là mấy em biết rồi. Cái đó là giống như là đứng nước của người cá vậy đó. Em có thể kết hợp để đứng người lên luôn, chứ không phải là nằm ngang mặt nước, hay không? Nếu mà em đứng người thì em có kết hợp là lắc nhẹ đuôi một cái, xong hít hơi vào, kéo tay 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi, rồi lắc đuôi một cái, kết hợp tay. Có thêm cái lắc đuôi nữa khi đứng nước. Rồi vuốt nước nè, kéo tay. Rồi cái kỹ thuật bơi nhanh em nhớ không? Bơi nhanh của người cá. Cái tay người cá làm sao? Đúng, đúng rồi. Kéo tay qua, nhấn xuống đưa về vị trí ban đầu. Kéo tay qua, nhấn xuống đưa về vị trí ban đầu.
giống như kỹ thuật bơi á, nhưng mà bơi á là em dùng luôn cả phần cánh tay này nè, em kéo qua nè, nè thấy không, em xoay tay đưa về trước ngực, nó mất rất nhiều thời gian. Còn cái kỹ thuật này á là em chỉ đưa tay qua ấn xuống đưa về vị trí ban đầu, đưa qua ấn xuống đưa về vị trí ban đầu. Nói chung là bơi 5 nhịp thì sẽ bơi như thế, nổi trên mặt nước. Rồi quay lại vấn đề chính, 3 phần thi của các em gồm có bơi 1 nhịp, bơi 3 nhịp và bơi 5 nhịp. Và cái phần đặc biệt hơn là bạn nào muốn lên level 2 phải bơi ống thở ở phần thi thứ 4. Còn bạn nào không muốn lên level 2 thì chỉ cần bơi 3 cái động tác đó đúng được rồi thì anh sẽ cấp cho các em bằng level 1, hiểu không? Em muốn lên level 2. Thôi em level 1 cũng được rồi ha. Level 1 được rồi. Thì khỏi cần phải bơi bằng ống thở, được không các em? Rồi nha, kéo tay qua, ấn nước xuống, đưa tay về vị trí ban đầu. Làm tay giống tiêu anh coi, kéo qua, ấn xuống, đưa về vị trí ban đầu. Còn em hả, đi họp với mấy bạn người cá, em làm mấy cái hành động giống như là thiếu tập trung nè. Có mấy bạn ngồi tập trung để học, còn em là nằm ngã ngứa. Sướng quá em. Rồi chiều nay anh hy vọng các em sẽ hợp tác để cái phần thi nó hoàn tất cho nó nhanh nhẹn, để còn thi sự kiện người cá nữa. 4 giờ là chúng ta sẽ thi cấp bằng, nên các em cần phải nghe rõ hiệu lệnh của Tiun hướng dẫn để vô thi cho tốt. Và anh sẽ nói thêm mấy cái kỹ thuật mà người cá dùng cử chỉ để giao tiếp, mấy em thuộc hết chưa? Rồi. Này là gì? Ok. Khi mà anh hỏi các em giơ tay lên hỏi các em ok chưa thì các em cũng phải giơ tay lên lại cho anh biết là ok rồi. Sợ tới cái hồ bơi đó thì người ta ồn quá, làm ồn quá anh không có nghe được. Cái này cũng được đúng không? Bởi vì phải ra dấu. Ừ, ra dấu. Rồi. Xong. Đó đuôi. Đuôi xong xong. Ừ. Cái này là thiệt, vô cái phần thi này á là anh muốn các em bơi một nhịp, lắc đuôi một cái. Em nhớ kỹ thuật đó không? Nhớ. Em muốn lắc đuôi 5 cái cô. 5 cái là phần thứ 3. Rồi, lắc đuôi một cái thì sao nè? Thì Kevin trả lời đi nè. Hít hơi vào, nổi đuôi lên. Lên trên mặt nước. Lắc đuôi, lắc đuôi để 1 2 3. Đầu lên. Rồi kéo tay ngửa mặt lên, hít hơi vào tiếp. Rồi ấp mặt xuống để người nổi lên. Rồi lắc đuôi đếm 1, 2, 3 ha. Cứ cái đuôi mình á, mà nổi lên á là em mới bắt đầu lắc đuôi. Còn cái đuôi chưa nổi em mà lắc đuôi thì em sẽ rất là mệt. Tại cái đuôi nó đang lửng lửng dưới nước, em lắc nó nặng nó mệt đúng không? Phải đợi cái đuôi nó nổi lên, rồi em nâng mông lên lắc đuôi gì đó là được. Đúng rồi. Rồi cái phần thứ 3 là lặn. Ê, cái phần thi thứ hai á, là thi lặn, mấy em nhớ kỹ thuật lặn chưa? Dạ rồi. Ôi, là mình muốn lặn xuống nước thì sao? Gặp người lại thì sao? Gặp người lại, chỉ tay xuống dưới nước. Tay đứng lên làm mẫu cho các bạn xem. Em lặn không biết. Nè, đứng. Nè, giơ tay thẳng lên giống như các em hình dung bạn tay đang bơi, quay mặt về phía anh coi. Bơi, em bơi, không bơi. Cái tay dựng lên, đó, bạn đang bơi, cái tư thế bạn đang bơi trong nước là vậy đúng không? Rồi gặp người lại là cái hai cái mũi tay bạn hướng về cái hai cặp chân của bạn. Hai mũi tay gặp người lại, tay hướng về chân đó. Đúng không? Gặp người lại là cái người mình nó sẽ đi xuống dưới nước, rồi mình duỗi thẳng người ra lại ở dưới cái mực nước mà mình mong muốn, rồi mình mới lắc đuôi ba cái. 1 2 3. Thở ra bằng mũi. Khi mà mình thở nhẹ ra bằng mũi rồi mình nâng tay lên, vẫn giữ tay thẳng là nâng tay lên là nước nó sẽ đẩy mình lên ngang mặt nước. Rồi em kéo tay, cũng kéo tay đúng kỹ thuật vậy, ngẩng mặt lên hít hơi vào. Không, lưng lửng thôi, anh chỉ cần thấy là cái phần đuôi của em không còn nổi trên mặt nước khi em lắc đuôi là được. Hít hơi vào, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi, úp mặt xuống, gặp người lại, chuối người xuống, rồi duỗi người ta thẳng ra lại. Nằm xuống luôn đi, làm tư thế cho bạn coi. Rồi, coi như là bạn chìm xuống nước, nè, gặp người lại nè, thứ nhất nè. Rồi, xuống nước rồi duỗi thẳng người ra lại. Rồi, nằm thẳng người, rồi lắc đuôi dưới nước. 1, 2, 3, rồi thở nhẹ ra bằng mũi tay, đúng rồi. Rồi nâng tay lên tay. Nâng tay lên. Lúc mà em thở nhẹ ra mũi mà em giữ thẳng hai tay em nâng lên là cái người em nó thì sẽ nổi lên lại ngang mặt nước đúng không? Rồi em kéo tay qua, ngẩng mặt lên hít hơi vào. Kéo tay đúng kỹ thuật. Kéo tay làm sao? Kéo tay qua, nhấn nước xuống đưa tay về trước ngực. Hiểu không? Rồi hít hơi vào xong rồi chúi, gặp người lại chúi xuống nữa là lặn được. Đó, kỹ thuật thứ 3 2 là như vậy. Còn cái thứ 3 là bơi 5 nhịp đuôi, em nào nhớ?
5 nhịp đuôi thì sao? 5 nhịp đuôi hàng nở trên mặt nước. Lát 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi kéo chạy qua nhấn nước xuống như vậy. Ừ, vuốt nước nè, kéo qua nhấn nước xuống. Không có dùng cái phần cánh tay này, dùng cái từ bàn tay tới cù chỏ thôi nè, thấy không nè. Đưa tay qua. Đó, Kevin làm được nè, kéo qua Kevin, kéo tay qua, kéo qua, đưa xuống. Ấn nước xuống, lấy tay này ấn nước xuống vậy. Ấn nước xuống thì em sẽ cái phần cù chỏ này của em sẽ nâng lên. Làm lại nè. Nè. Kéo tay qua, ấn nước xuống là cái cù chỏ em nâng lên vậy đúng không? Rồi đưa tay thẳng lại vị trí ban đầu. Đúng không? Kéo tay qua, ấn nó xuống là cù chỏ em đang nâng lên nè đúng không? Đưa tay lại vị trí ban đầu. Luna làm cho các bạn coi coi. Anh chỉ quay cách làm của em thôi hả? Em chỉ quay làm như vậy thôi à. Đâu, đưa tay lại. Em chỉ quay làm như vậy hả? Kéo tay qua, ấn nó xuống, cù chỏ nâng lên. Cù chỏ nâng lên. Đó, đúng rồi đó. Rồi đưa tay lại vị trí ban đầu, hiểu chưa? Kéo tay qua, ấn nó xuống, đưa tay về vị trí ban đầu, rồi. Đúng rồi. Khi kéo tay qua là mặt mình ngẩng lên hết hơi vào rồi úp mặt xuống lại liền. Nhớ chưa mẹ? Thuộc hết chưa? Rồi. Chúc mừng các em trở thành người cáo quốc tế level 1. Và các em nhớ nhiệm vụ của người cáo là gì không? Bảo vệ động vật, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Chính xác. Rồi, chương trình là chiều nay chúng ta sẽ thi nha. Các em hiểu rõ rồi đúng không? Hiểu.